Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Today we are going to learn lesson 2, unit 1, English in the world. Student book Island Smart Work 9. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 2. Chủ đề ngày hôm nay đó là English in the world, tiếng Anh ở trên khắp thế giới, của sách tiếng Anh chính Island Smart Work. Okay? In this lesson, can you decode why you are learning English? Can you use adverbial clauses and phrases of reason to explain why you are studying English? In conversation skill, asking for a reason. Ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tại sao chúng ta lại học tiếng Anh. Okay? Và ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề tràng ngữ hay là những cái cụm từ chỉ nguyên nhân để giải thích tại sao chúng ta lại thích tiếng Anh. Và trong phần kỹ năng giao tiếp, để hỏi lý do thì chúng ta sẽ nói như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Alright, now, look at this picture. What is the woman doing? How can English help her on her trip? Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và các bạn hãy cho biết là người phụ nữ này đang làm gì? Và tiếng Anh có thể giúp cho cô ấy như thế nào trong chuyến đi của cô ấy? Now, the first question. What is the woman doing? Câu hỏi đầu tiên, người phụ nữ này đang làm gì? She's traveling, right? She's traveling, okay? And how can English help her on her trip? Và tiếng Anh có thể giúp cho cô ấy như thế nào trong chuyến đi của cô ấy nhỉ? By mastering English, she can communicate with all the people in over the world, alright? Bằng việc thông thạo tiếng Anh thì điều đó giúp cho cô ấy có thể giao tiếp được với mọi người ở trên khắp thế giới, những người biết tiếng Anh. Alright, now let's see. She's traveling another country and consulting a map. By mastering English, she can easily communicate with people from different cultures. English makes it easier to find information and or even travel to other countries. Okay, bằng việc là thông thạo tiếng Anh thì điều đó giúp cho cô ấy giao tiếp với mọi người từ những cái văn hóa khác nhau một cách dễ dàng. Và tiếng Anh cũng giúp cho cái việc tìm thông tin cũng như là thậm chí cái việc mà đi du lịch đến những cái quốc gia khác cũng dễ dàng hơn. Alright, great job. Now, the new words. A. Read the definition, then fill in the blanks with the new words. Listen and repeat. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần new word. Phần này chúng ta sẽ đọc phần định nghĩa và điền vào chỗ trống với những từ mới. Sau đó chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Alright. Now, the first one, essential. Essential. Extremely important and necessary. Essential. Ở đây có nghĩa là gì? Thiết yếu. Extremely important and necessary là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Okay. The second word, international. International là gì nhỉ? Quốc tế. What does it mean? Involving two or more country. Involving two or more country. Quốc tế tức là liên quan đến hai hay nhiều nước, hai hay nhiều quốc gia. Okay. Now the next word, overseas. Overseas. Overseas, that's mean connected with other countries, usually countries across the sea. Tức là gì? Ở nước ngoài, overseas, là ở nước ngoài, tức là kết nối các quốc gia khác. Đúng không? Ở nước ngoài tức là việc kết nối các quốc gia khác, thường là những quốc gia ở bên kia biển. Alright, now foreign. Foreign. Foreign, that means belonging to or coming from another country, not your own. Foreign ở đây có nghĩa là nước ngoài, tức là thuộc về hoặc là đến từ một quốc gia khác, không phải từ đất nước của mình. Alright. Worldwide. Worldwide. In all parts of the world. Worldwide. That means in all parts of the world. Worldwide ở đây có nghĩa là toàn cầu. In all parts of the world, tức là ở mọi nơi trên thế giới, ở mọi nơi trên thế giới. Alright. Opportunity. Opportunity, what does it mean? A situation making it possible for you to do something.
Opportunity có nghĩa là cơ hội. Cơ hội tức là một cái tình huống giúp bạn có thể làm được một cái điều gì đó. Một cái tình huống giúp bạn có thể làm được cái điều gì gì đó. Alright. Contain or contain. Contain. Nếu nó đứng ở vị trí là danh từ thì sẽ là contain. Ok. Còn nếu nó đứng ở vị trí là động từ thì sẽ là contain. Ok. The information or ideas in a book, speech, film, or an online article. Tức là gì nhỉ? Nội dung. Nội dung tức là thông tin hay ý tưởng ở trong quyển sách hay trong bài nói hay trong một bộ phim hay là một cái bài báo. Okay? Career. A job or series of jobs that you do for a long period of your life. Một công việc hay là một cái một loạt công việc mà bạn làm trong một thời gian lại, trong một thời gian dài của cuộc đời. Một cái công việc hay là một cái hàng loạt cái công việc mà bạn làm trong một khoảng thời gian dài trong cái cuộc đời của bạn. Alright. Okay. So, number one, my city has a large international airport. We can use to fly to different countries. Đất nước của tôi có một cái sân bay quốc tế lớn. Chúng tôi có thể sử dụng để bay đến những quốc gia khác. Now, number two, studying in Singapore will give you a or an to practice English. Việc học ở đất nước Singapore sẽ cho bạn cái gì để thực hành tiếng Anh? Cho bạn cơ hội để thực hành tiếng Anh, right? So here, opportunity. Okay, good job. Number three, if you understand English, you can enjoy a lot more on the internet. Which one? Number three? More, a lot more content. Okay, nếu mà bạn hiểu tiếng Anh thì bạn có thể học hỏi, bạn có thể thích thú với nhiều cái nội dung trên mạng xã hội. Okay, great job. Now, number four, learning English will be useful for your future because many jobs require it. Việc học tiếng Anh thì sẽ là rất là hữu ích cho cái gì tương lai của bạn, bởi vì là nhiều công việc sẽ yêu cầu ngoại ngữ. Career. Okay, việc học ngoại ngữ sẽ hữu ích cho nghề nghiệp tương lai của bạn bởi vì nhiều công việc yêu cầu ngoại ngữ, right? Now number five, one day I wanna travel to America or Canada. I wanna travel to America or Canada. So number five, một ngày nào đó tôi muốn du lịch đến nước Mỹ và nước Canada. So number five. Overseas. Okay. Một ngày nào đó tôi muốn du lịch nước ngoài đến nước Mỹ và đất nước Canada. And the next one, people speak English. They use it all around the world. Người ta nói tiếng Anh, người ta sử dụng ở khắp thế giới. Người ta nói tiếng Anh sao nhỉ? Worldwide. Người ta nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Ok, mọi người nói tiếng Anh trên toàn thế giới và họ sử dụng nó khắp nơi trên thế giới. Ok. Oh, number seven. Many people in my country choose to leave home and study in country. Rất là nhiều người ở đất nước của tôi chọn rời quê hương để học ở một đất nước. Để du học đến một quốc gia khác, đúng không? So here, foreign. Foreign. Many people in my country choose to leave home and study in a foreign country. Rất là nhiều người ở quốc gia của tôi, ở đất nước của tôi, chọn rời xa quê hương
để mà đi du học ở ở những cái quốc gia khác. Okay. Good job. Now let's see. Oh, number A. If you want to study in another country, it is to learn English. Essential. Okay. Essential. If you want to study in another country, it is essential to learn English. Nếu mà bạn muốn học ở một quốc gia khác thì rất là cần thiết để học tiếng Anh. Alright. Now let's check. Excellent everyone. So now listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và luyện đọc những từ này nhé. 1. International. 2. Opportunity. 3. Content. 4. Career. 5. Overseas. 6. Worldwide. 7. Foreign. 8. Essential. Okay, great job everyone. Now B, work in pairs. Use the new words to talk about how you can use English in your country and around the world. Ở phần này chúng ta sẽ luyện tập theo cặp. Hãy sử dụng những từ mới mà chúng ta vừa nói. À, chúng ta sẽ sử dụng những từ mới để nói về việc là chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh trong đất nước của bạn cũng như là ở khắp thế giới như thế nào. Alright. Chúng ta sử dụng các từ mới để nói về cách mà bạn có thể sử dụng tiếng Anh trong trong nước của bạn cũng như là trên toàn thế giới. Okay. Now, we can work for an international company in Vietnam. We can easily travel overseas if we speak English. Chúng tôi có thể làm việc cho công ty nước ngoài ở Việt Nam. Hay là gì? Chúng tôi có thể du lịch một cách dễ dàng. Chúng tôi có thể đi du lịch ở nước ngoài một cách dễ dàng nếu chúng tôi nói được tiếng Anh. Alright. Over now. Yes. Speaking English can help us with career opportunity in the future. Việc nói tiếng Anh có thể giúp chúng ta có những cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. I can speak with people from overseas if they come to Vietnam on vacation. Hay là gì? Chúng ta có thể nói chuyện với người nước ngoài nếu mà họ đến Việt Nam vào kỳ nghỉ của họ. Alright. Okay, good job. Ví dụ như là các bạn có thể là hướng dẫn viên du lịch, là hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài khi họ có kỳ nghỉ đến đất nước Việt Nam. Alright, good job. Okay, now the next part is listening. I listen to two friends talking about learning English. Where are they? Các bạn hãy nghe hai người bạn nói về việc học tiếng Anh và các bạn hãy cho biết là họ đang ở đâu. Number one, at home, ở nhà. Number two, at school, ở trường. Number three, at work, ở nơi làm việc. So which one? And B, listen and fill in the blanks. Ở phần B thì chúng ta hãy nghe và điền vào chỗ trống nha. Number one, Lynn thinks English is a useful language for the future. Bạn Lynn nghĩ tiếng Anh thì là một ngôn ngữ hữu ích trong tương lai. Number two, she also thinks English is an essential language for study. Cô ấy cũng nghĩ tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cần thiết cho cái gì đó. Number three, she plans on in America. Cô ấy lên kế hoạch làm gì ở nước Mỹ, right? Number four, there are so many career opportunities because English is a language. Có rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ gì đó. And number five, you want to enjoy the English of songs and movies. Duy muốn
tận hưởng, thưởng thức cái gì? Bài hát và phim tiếng Anh, đúng không? And number six, Lynn and Duy decide to watch an English after school. Lynn và Duy đã quyết định xem cái gì bằng tiếng Anh sau giờ học ở trường. Okay, now listen together. Listen to two friends talking about learning English. Hi, Lynn. Oh, hi, Duy. You're in my English class. Want to walk with me? Sure. So, do you like learning English? Yeah, I really like it. I think it's a useful language for the future. Why do you think so? Because English is an essential language for overseas study. You mean if we want to attend a foreign university? Yes. I plan on studying in America. I'm not sure I want to study in another country. But what if you want to work in an international company one day? Since English is used worldwide, there are so many more career opportunities if you learn it. Yes, that's true. How about you? Well, I love listening to music and watching movies. Me too! And so, I'm learning English because I want to enjoy the content of English songs and movies. That's cool! Hey, Zui. Yes? Since we both like English movies, would you like to watch a movie with me after school? Great idea! Okay, quiet please. Since everyone's here, let's start the lesson. Alright, now, where are they? At home, at school, or at work? Như vậy, hai bạn đó đang ở đâu nhỉ? Ở nhà, ở trường hay là ở nơi làm việc? At school, right? Chúng ta có nghe tiếng chuông vào lớp, right? Now let's check. Excellent! So, do you have the answers for the next question? Do you have answer for part letter B? Các bạn đã có câu trả lời cho phần B chưa nào? You got it? Okay, now listen again, okay? Hi, Lynn. Oh, hi, Zui. You're in my English class. Want to walk with me? Sure. So, do you like learning English? Yeah, I really like it. I think it's a useful language for the future. Bạn Lynn nói gì nhỉ? I think it's a useful language for the future. Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ hữu ích cho tương lai. So, here's language, okay? Why do you think so? Because English is an essential language for overseas study. So here, overseas study. She also thinks English is an essential language for overseas study. Because English is an essential language for overseas study. Okay? Number three. You mean if we want to attend a foreign university? Yes. I plan on studying in America. She plans on studying in America, right? Cô ấy dự định học ở đâu? Ở Mỹ. Trong bài, bạn Linh có nói gì? Yes, I plan on studying in America. Đúng thế, tôi dự định học ở Mỹ. Okay. Now number four. I'm not sure I want to study in another country. But what if you want to work in an international company one day? Since English is used worldwide, there are so many more career opportunities if you learn it. Work why? Okay, there are so many career opportunities because English is a worldwide language. Bởi vì sao? Có nhiều cơ hội nghề nghiệp. Có nhiều cơ hội nghề nghiệp bởi vì tiếng Anh là một cái ngôn ngữ toàn cầu. Alright. Trong bài, bạn Linh có nói gì? But what if you wanna work in an international company one day? Since English is used worldwide, there are so many more career opportunities if you learn it. Okay? Nhưng nếu bạn muốn làm việc cho một công ty nước ngoài một ngày nào đó, vì tiếng Anh được sử dụng trên toàn thế giới, sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn nếu mà bạn học tiếng Anh. Alright?
So here word why. Yes, that's true. How about you? Well, I love listening to music and watching movies. Me too. And so, I'm learning English because I want to enjoy the content of English songs and movies. You want to enjoy the English content of songs and movies. Trong bài Duy có nói gì? And so, I'm learning English because I want to enjoy the content of English songs and movies. Tớ thì học tiếng Anh bởi vì là tớ muốn biết được cái nội dung của bài hát cũng như phim bằng tiếng Anh, right? And number six, now listen. That's cool. Hey Zui. Yes? Since we both like English movies, would you like to watch a movie with me after school? Great idea. So, number six, a movie, alright? An English movie, alright? Linh and Duy decide to watch an English movie after school, right? Bạn Linh và bạn Duy đã quyết định xem bộ phim bằng tiếng Anh sau giờ ở trường. Trong bài bạn Linh có nói gì nhỉ? Since we both like English movies, would you like to watch a movie with me after school? Vì cả hai chúng ta đều thích phim tiếng Anh, phim bằng tiếng Anh. À, vậy bạn có muốn xem phim cùng mình sau giờ học ở trường không? Okay, so, okay, good job. Okay, quiet please. Since everyone's here, let's start the lesson. Alright, great job everyone. So now, listen again. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Listen to two friends talking about learning English. Hi, Lin. Oh, hi, Zui. You're in my English class. Want to walk with me? Sure. So, do you like learning English? Yeah, I really like it. I think it's a useful language for the future. Why do you think so? Because English is an essential language for overseas study. You mean if we want to attend a foreign university? Yes. I plan on studying in America. I'm not sure I want to study in another country. But what if you want to work in an international company one day? Since English is used worldwide, there are so many more career opportunities if you learn it. Yes, that's true. How about you? Well, I love listening to music and watching movies. Me too! And so, I'm learning English because I want to enjoy the content of English songs and movies. That's cool! Hey Zui! Yes? Since we both like English movies, would you like to watch a movie with me after school? Great idea! Okay, quiet please. Since everyone's here, let's start the lesson. Okay, everyone. Now the next part, let us see. Read the conversation skill part, then listen and repeat. Hãy đọc phần kỹ năng hội thoại và sau đó hãy nghe và lặp lại. Conversation skill, kỹ năng hội thoại. Asking for a reason, hỏi lý do. To ask for a reason, say. Để hỏi lý do, chúng ta sẽ nói really? Thật vậy sao? Why? Tại sao cơ? Why do you think so? Tại sao bạn lại nghĩ thế? Alright, now D. Now listen to the conversation again and circle the phrase that you hear. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại một lần nữa và hãy khoanh tròn cụm từ mà bạn nghe được nhé. Now listen. Hi, Lin. Oh, hi, Zui. You're in my English class. Want to walk with me? Sure. So, do you like learning English? Yeah, I really like it. I think it's a useful language for the future. Why do you think so? Because English is an essential language for overseas study. You mean if we want to attend a foreign university? Yes. I plan on studying in America. I'm not sure I want to study in another country. But what if you want to work in an international company one day?
Since English is used worldwide, there are so many more career opportunities if you learn it. Yes, that's true. How about you? Well, I love listening to music and watching movies. Me too! And so, I'm learning English because I want to enjoy the content of English songs and movies. That's cool! Hey, Zui! Yes? Since we both like English movies, would you like to watch a movie with me after school? Great idea! Okay, quiet please. Since everyone's here, let's start the lesson. Alright. So what phrase do you hear? Why do you think so, right? Why do you think so? Why do you think so? Tại sao bạn nghĩ thế? Okay. Good job. Now, popularly work in pair. Which of Lin's and Yui's reason for learning English do you like the most? Why? Lý do nào của Linh và Duy về việc học tiếng Anh mà bạn thích nhất? Hãy nêu lý do tại sao. Okay. Good job. Now, let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phần tiếp theo nhé. Alright, now the next part is grammar. A. Read about adverbial clauses of phrasal reason, then fill in the blanks. Ở phần này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần ngữ pháp. Điểm ngữ pháp của bài học ngày hôm nay đó là mình đề trạng ngữ và những cái cụm từ chỉ lý do. Sau đó chúng ta sẽ điền vào chỗ trống cho những câu bên dưới. Adverbial clauses of phrasal reason. Mình đề trạng ngữ và những cái cụm từ chỉ lý do. These clauses and phrases explain why something happens. Những cái mệnh đề hay là những cái cụm từ này giải thích tại sao điều gì đó xảy ra. Main clause cộng với as hoặc là since cộng với because. Main clause cộng với as hoặc là since hoặc là because. Rồi cộng với clause cộng với mệnh đề. My English improved because I practice a lot. Tiếng Anh của tôi được cải thiện bởi vì là tôi thực hành nhiều. I'm going to study abroad as it will help me get a better job. Tôi sẽ đi du học vì nó sẽ giúp tôi có một công việc tốt hơn. Okay, now the second one. Cấu trúc thứ hai là gì? Chúng ta đưa as, since, because ra đầu câu. Tiếp theo sẽ là mệnh đề. Tiếp theo sẽ là mệnh đề chính. Lưu ý là khi as, since, because ở đầu câu thì giữa hai mệnh đề sẽ có dấu phẩy. Now for example, seeing your English is better than mine, could you help me? Vì tiếng Anh của bạn tốt hơn của tôi, bạn có thể giúp tôi không? Because I read lots of English books, my vocabulary improved. Bởi vì là tôi đọc nhiều sách tiếng Anh, nên là vốn từ vựng của tôi đã được cải thiện. Now the third one. Cấu trúc thứ ba là gì? Clause cộng với because of. Sau đó sẽ là noun phrase. Noun phrase. Như vậy là gì? Mệnh đề cộng với because of. Sau đó sẽ là cụm danh từ. Okay, now for example, I'm studying English because of the opportunities it will give me. Tôi học tiếng Anh bởi vì là những cái cơ hội mà nó sẽ mang lại cho tôi. My brother is getting really good at English because of all the English movies he watches. Anh trai tôi thì ngày càng giỏi tiếng Anh bởi vì là nhờ vào những cái bộ phim tiếng Anh mà anh ấy đã xem. Nhờ vào việc là anh ấy đã xem những cái bộ phim bằng tiếng Anh. The fourth one, bảo cấu trúc thứ tư là gì nhỉ? Because of. Sau đó sẽ là noun phrase. Tiếp theo sẽ là mệnh đề. Okay. Now for example, because of the cost, I'm not going to study abroad. Vì do cái chi phí mà tôi không có đi du học. Because of the job I want in the future, I need to speak English really well. Bởi vì cái công việc mà tôi muốn trong tương lai, nên là tôi cần phải nói tiếng Anh giỏi. Okay. Như vậy là gì? Sao because of? Các bạn nhớ là sẽ là noun phrase, cụm danh từ. Khi because of ở đầu câu thì các bạn nhớ có dấu phẩy.
Ngăn cách. Now, further. Now, let's see. I'm learning English to study abroad. Program I wanna do. Tôi học tiếng Anh bởi vì cái chương trình học, bởi vì cái chương trình du học mà tôi muốn muốn. Okay, so here the study abroad program, đó là cụm danh từ như vậy. Đây sẽ là because of, right? Me too, we had the same goal, let's practice together. À, mình cũng thế, bởi vì chúng ta có cùng mục đích. Như vậy là chúng ta hãy cùng thực hành cùng nhau đi. Ở đây là mệnh đề. Như vậy ở đây sẽ là as, hoặc là since, hoặc là because. Ok. Now listen and check. I'm learning English because of the study abroad program I want to do. Me too. Since we have the same goal, let's practice together. Ok, good job everyone. Now, C, filling the blanks with the C, filling the blanks with as, since, because or because of. Hãy điền vào chỗ trống với since, as, because hoặc là because of. Các bạn nhớ là gì? Sau as, since, because sẽ là mệnh đề, còn sau because of sẽ là noun phrase, tức là cụm danh từ. Được chưa? Now, Linh, why are you learning English? Tại sao bạn học tiếng Anh thế? Thảo, I'm learning at the university I want to go to. It's overseas. Mình học tiếng Anh là vì mình muốn đến cái trường đại học. Nó ở đâu? Nó ở nước ngoài. Okay? So here's because of. I'm learning it because of the university I want to go to. It's overseas. Bởi vì cái trường đại học mà mình muốn đi đến, nó ở đâu? Ở nước ngoài. See. Linh. Oh, I see. You learn everything in English. You need to be really good at it, right? À, mình hiểu rồi. Bạn học mọi thứ bằng tiếng Anh. Bạn cần phải rất là giỏi tiếng Anh, phải không? À, đây chúng ta thấy là gì? You learn everything in English. Là gì? Là một cái mệnh đề. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn asking hoặc là because. Chúng ta có thể chọn một trong ba từ này. Ok, được chưa? Oh, I see, because you learn everything in English. You need to be really good at it, right? À, mình hiểu rồi, bởi vì là bạn sẽ học một thứ bằng tiếng Anh nếu mà mình đi du học, nên là bạn phải cần giỏi tiếng Anh, có phải không? Thảo, yes, that's right, how about you? Đúng thế. Thế còn bạn thì sao? Linh, that's easy. That's easy. Đơn giản. That's easy. Mình thì đơn giản thôi. I'm learning it. Most of my favorite movies are in English. À, đơn giản thôi. Mình học tiếng Anh là vì là những cái hầu hết những cái bộ phim yêu thích của mình là bằng tiếng Anh. So number three, because of. Vì sao? Most of. No, I don't think so. Because. Okay. Because. Bởi vì sao là mệnh đề? Most of my favorite movies are in English. Bởi vì hầu hết những cái bộ phim yêu thích của mình là bằng tiếng Anh, nên là mình học tiếng Anh thôi. Ari, Thảo, that's interesting. We should study together. We both wanna improve. Okay? Thật tuyệt vời. Chúng ta nên học cùng nhau vì là cả hai chúng ta đều muốn cải thiện tiếng Anh. Như vậy chúng ta thấy sau này we both want to improve là mệnh đề. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn asking hoặc là because. Okay. Now the next one, Lynn. That's a great idea. Let me meet at the library after school. Đó là một ý kiến tuyệt vời. Chúng ta sẽ hẹn gặp ở thư viện sau giờ học ở trường nhé. Thảo, sorry, I can't go after school today. English club. It starts at 4 p.m. Xin lỗi, hôm nay thì mình không thể đi sau giờ học ở trường vì là mình đã có cái lớp câu lạc bộ tiếng Anh, nó bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, đúng không? English club là is a noun phrase, là cụm danh từ. Như vậy chúng ta sẽ chọn because of. Okay, sorry, I can't go after school today because of English club. It starts at 4 p.m.
bởi vì nó bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Lên ok another time. Được rồi, thế hẹn vào hôm khác nhé. Mình hẹn, chúng ta hẹn nhau hôm khác nhé. Alright. Excellent. Now D, use the prompt to write replies using as, since, because, or because of. Chúng ta sẽ sử dụng phần gợi ý để viết phần trả lời. Sử dụng since, as, hay là because, hay là because of. Okay. Now number one, friend. Người bạn có nói gì? I love English songs. Tôi thích những bài hát tiếng Anh. Bạn sẽ nói như sao? We both like English. Bạn sẽ nói gì? Ở đây người ta cho phần gợi ý là we both like English song. Do you want sing karaoke? Như vậy là mình sẽ nói gì? Because we both like English songs, do you want sing karaoke? Bởi vì cả hai chúng ta đều thích những bài hát tiếng Anh. Vậy bạn có muốn hát karaoke không? Now number two. New girl in class. How is your class so good at English? Một bạn nữ mới vào lớp có nói gì? How is your class so good at English? Ôi, lớp bạn sao giỏi tiếng Anh thế? Thì bạn sẽ nói như sao? Ở đây người ta cho phần gợi ý là gì? You are very good. We are very good. How much read and listen English content every day? Tức là chúng tôi rất là giỏi tiếng Anh vì là chúng tôi đã đọc biết bao nhiêu, chúng tôi đã đọc và nghe biết bao nhiêu là nội dung bằng tiếng Anh mỗi ngày, right? Now let's see. We are very good because of how much we read and listen to English content every day. Chúng tôi rất là giỏi bởi vì là chúng tôi đã đọc và nghe biết bao nhiêu là cái nội dung bằng tiếng Anh mỗi ngày. And number three, sister, English is broken. Sister, chị gái có nói gì? English is spoken all over the world. All around the world. English is spoken all around the world. Tiếng Anh được nói trên khắp thế giới. Bạn sẽ nói gì? Phần gợi ý cho các bạn ở đây là gì? Yes, English helps you with international travel. People speak it worldwide. Đúng thế, tiếng Anh sẽ giúp chúng ta đi du lịch quốc tế, tức là đi du lịch qua các nước khác, đúng không? Vì mọi người nói tiếng Anh toàn cầu, trên toàn thế giới. Now let's see. Yes, English will help you. English can help you with international travel. As or since or because people speak it worldwide. Tiếng Anh sao? Tiếng Anh giúp bạn. Tiếng Anh sẽ giúp bạn, tiếng Anh có thể giúp bạn đi du lịch quốc tế, đi du lịch vòng quanh thế giới bởi vì là mọi người nói tiếng Anh trên toàn thế giới. Again. Number four, teacher, why do you want to improve your English? Giáo viên có nói gì? Tại sao em muốn cải thiện tiếng Anh? You, bạn sẽ nói gì? English is language of overseas study. It essential to be good at. Tiếng Anh là ngôn ngữ để đi du học, đúng không? Và nó cần thiết để giỏi, đúng không? Thì mình sẽ nói như sao? English is since or as or because English is the language of overseas study. It's essential to be good at it. Bởi vì là tiếng Anh là ngôn ngữ cho việc đi du học nước ngoài nên là nó thì là cần thiết để mà phải giỏi. Nên là rất là quan trọng, rất là cần thiết để mà thành thạo, để mà giỏi. Okay. Number five, friend, you seem to really like learning English. Bạn dường như là rất là thích học tiếng Anh. You. Phần gợi ý là gì? Learning English career opportunities will give me future. Tức là tôi học tiếng Anh vì là những cái cơ hội nghề nghiệp mà nó sẽ mang lại cho tôi trong tương lai, đúng không? So here, I'm learning English because of the career opportunity it will give me in the future. Tôi học tiếng Anh bởi vì là những cái cơ hội nghề nghiệp mà nó sẽ mang lại cho tôi trong tương lai. Alright, good job everyone. E, work in pair. Talk about English using the prompts below.
Ở phần này chúng ta sẽ làm việc theo cặp cùng nói về tiếng Anh. Sử dụng những cái phần gợi ý bên dưới. We should study English more because of. Chúng ta nên học tiếng Anh nhiều hơn bởi vì. As I enjoy studying English. Vì tôi thích học tiếng Anh nên sau đó. As English is important for my future career. Vì tiếng Anh nó quan trọng cho sự nghiệp của tôi trong tương lai. Nên là gì đó. English is useful because of. Tiếng Anh thì hữu ích, hữu dụng bởi vì sao? Hay là gì? Since people speak English all over the world. Vì tiếng Anh, vì mọi người nói tiếng Anh trên toàn thế giới. I'm learning English speaker. Mình học tiếng Anh là bởi vì gì đó. Okay? Now for example, we should study English more because of all the career opportunities can give us. Chúng ta nên học tiếng Anh nhiều hơn. Chúng ta nên học nhiều tiếng Anh bởi vì là những cái cơ hội nghề nghiệp mà nó có thể mang lại cho chúng ta trong tương lai. As I enjoy studying English, I will join the English club at my school. Vì tôi thích học tiếng Anh nên là tôi sẽ tham gia vào cái câu lạc bộ tiếng Anh ở trường. As English is important for my future career, I will study more in the evening. Vì tiếng Anh rất là quan trọng cho sự nghiệp tương lai của tôi nên là tôi sẽ học thêm. Tôi sẽ học nhiều hơn vào bằng tối. English is useful because of. Tiếng Anh hữu ích bởi vì. English is useful because of how many good universities teach in English. Tiếng Anh thì hữu ích bởi vì là có rất là nhiều trường đại học tốt dạy bằng tiếng Anh. Since people speak English all over the world, I want to learn English because I learn a one English since because people speak English all over the world. Tôi muốn học tiếng Anh vì là người ta nói tiếng Anh trên khắp thế giới. I'm learning English because I want to be a tour guide. Tôi muốn học tiếng Anh bởi vì là tôi muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Alright, good job everyone. Now the next part is pronunciation. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần phát âm. A, I will is often contracted to I'll. I'll sounds like I'll. Okay, I will sẽ được viết tắt, sẽ được viết dưới dạng rút gọn là như thế này và nó sẽ được phát âm là I'll. Okay. B, listen to the words and focus on the underlined letters. Phần này hãy nghe những từ và hãy chú ý đến những chữ cái được lập và hãy chú ý đến những chữ cái được gạch chéo. Now listen. B. I'll have more career opportunities. I'll improve quickly. I'll have more career opportunities. Tôi sẽ có nhiều cái cơ hội nghề nghiệp hơn. I'll improve quickly. Tôi sẽ cải thiện nhanh một cách nhanh chóng. So C, listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in test A. Ở phần C thì hãy nghe và loại bỏ câu không được note, không tuân thủ theo phần ghi chú ở trong phần A. Now listen. C. I'll earn more money. I will study abroad. Which one? The second one. I study abroad? No. I'll study abroad. I'll study abroad. Mới đúng nhé. Now D. Read the sentences with the sound changes noted in test A to a partner. Ở phần D thì chúng ta sẽ thực hành luyện đọc những câu ở trên. Okay? Good job everyone. So now let's move on to the next part. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phần tiếp theo nhé. Alright, now the next part is practice. A. Work in pairs. Take turns telling your partner why are you learning English. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thực hành. Ở phần này các bạn hãy luân phiên kể cho bạn mình nghe, nói cho bạn mình nghe cái lý do tại sao bạn học tiếng Anh. Alright, ở đây người ta sẽ cho mình phần gợi ý. Career opportunity, những cái cơ hội nghề nghiệp. Because of the future, bởi vì những cái mình học tiếng Anh là vì do những cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Alright, since I'll have more,
I'll earn more money. Bởi vì mình khi mình có nhiều cái cơ hội nghề nghiệp hơn trong tương lai thì mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Alright? Or study abroad. Hay là gì, mình học tiếng Anh để mình đi du học. Mình học tiếng Anh because I want to. Mình học tiếng Anh bởi vì mình muốn đi du học. As I want to, I need to improve my skill. Vì mình muốn đi du học nên mình phải cải thiện kỹ năng tiếng Anh, right? Or English television. Mình học tiếng Anh để làm gì? Để mình xem được những cái chương trình truyền hình, những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh, right? As I want to watch. Học tiếng Anh để mình có thể xem được những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. I'll improve my listening since I love watching. Blah blah blah. Và mình sẽ cải thiện được kỹ năng nghe vì mình thích xem những cái chương trình bằng tiếng Anh. Chương trình gì đó bằng tiếng Anh, right? Now for example, why are you learning English? Tại sao bạn thích học tiếng Anh? I'm learning English because of the future career opportunity. Mình học tiếng Anh bởi vì những cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Để tương lai mình sẽ có nhiều cái cơ hội nghề nghiệp hơn. Since I'll have more career opportunities, I'll earn more money. Vì khi mình có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn thì mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Ok? Why are you learning English? Tại sao bạn học tiếng Anh? I'm learning English because I want to study abroad. As I want to study abroad, I need to improve my English skill. Bởi vì khi mình học tiếng Anh bởi vì là mình muốn du học nước ngoài. Và khi vì mình muốn du học nước ngoài nên mình cần phải cải thiện những cái kỹ năng tiếng Anh, nghe nói đọc viết. Or why are you learning English? Tại sao bạn học tiếng Anh? I'm learning English because my favorite TV shows are English. Mình học tiếng Anh bởi vì là những cái chương trình truyền hình yêu thích của mình toàn là bằng tiếng Anh. I'll improve my listening since I love watching TV shows in English. Và mình sẽ cải thiện được cái kỹ năng nghe. Mình sẽ cải thiện được cái kỹ năng nghe vì là mình thích xem những cái chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Alright? Okay? Now, the next part is speaking. Why are you learning English? Tại sao bạn học tiếng Anh? A. Work in pair. Decode your top 3 reasons for learning English. Decide on the 2 most important reasons and write them in the table. Ở phần này, các bạn hãy cùng nhau thảo luận và các bạn hãy đưa ra 3 lý do vì việc học tiếng Anh và hãy xem hai cái lý do quan trọng nhất của việc học tiếng Anh ở đây là gì và viết vào bảng. Alright, reasons for learning English. Những lý do mà chúng ta, những cái lo điểm mà chúng ta học tiếng Anh ở đây là gì nhỉ? We're learning English because of the future career opportunity. Lý do đầu tiên chúng ta phải học tiếng Anh là để chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai hơn. Alright. The second one, we're learning English because we want to communicate with people from different cultures. Right? Lý do thứ hai chúng ta phải học tiếng Anh là gì? Là bởi vì chúng ta muốn giao tiếp với tất cả mọi người trên thế giới. Hay chúng ta có thể giao tiếp được với tất cả mọi người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ok? Bởi vì tiếng Anh được sử dụng trên toàn thế giới mà. Alright? Or, the third one, có lý do thứ ba mà chúng ta học tiếng Anh là gì nhỉ? We learn English because we want to enjoy lots of content on the internet. Mình học tiếng Anh bởi vì là mình muốn trải nghiệm hết những cái nội dung trên mạng xã hội. Nếu mình biết được tiếng Anh thì mình sẽ enjoy, mình sẽ học được nhiều thứ trên mạng xã hội hơn. Ok? Now, B. Work in pairs. Choose to study matters from lesson 1. You think we explain your reasons for studying English. Join another pair and share your ideas. Ở phần B chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Hãy chọn ra hai cái phương pháp từ trong bài học 1 mà bạn nghĩ sẽ giải thích cho cái lý do vì sao phải học tiếng Anh. Okay. Now for example. Okay. So, watch television shows and movies in English. Chúng ta có thể xem những cái chương trình hay là những cái bộ phim truyền hình bằng tiếng Anh. This method will help improve our English listening and speaking skill. Và cái phương pháp này giúp chúng ta cải thiện được những cái kỹ năng nghe nói tiếng Anh.
I can use subtitles in English to help with understanding dialogue and vocabulary. Chúng ta có thể sử dụng phụ đề bằng tiếng Anh để giúp chúng ta hiểu được nội dung của đoạn hội thoại cũng như là từ vựng trong cái chương trình hay là cái bộ phim đó. Pause the show to repeat phrases or sentences aloud to practice pronunciation and intonation too. Và chúng ta cũng có thể dừng lại để mà đọc những cái cụm từ hay là những cái câu trong bộ phim hay là trong cái chương trình để mà chúng ta có thể thực hành được cái phần ngữ điệu, phần phát âm và phần ngữ điệu. Alright. It's also a fun way to learn about different culture. Và nó cũng rất là thú vị để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nền văn hóa đến từ nhiều nước, đến từ những cái đất nước khác nhau trên thế giới. Alright. Understand? Good job, everyone. It's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye.